Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là nói bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa tương tự? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa hữu sở đắc, thì như vậy gọi là nói bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la mật đa tương tự. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc mà gọi là nói bát nhã ba la mật đa tương tự? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, và nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc hoặc lạc hoặc khổ, cầu thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
Nói thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nếu người có khả năng nương vào các pháp như vậy mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương theo các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Như thế, để nương vào những pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu nhĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu nhĩ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu nhĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu nhĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, mà nói tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tỷ giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu tỷ giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu tỷ giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tỷ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu thân giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu thân giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, nói ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nói ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nói ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh.
Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế, mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu ý giới, hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu ý giới, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu ý giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, cầu ý giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ, cầu ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết, đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nói địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nói địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nói địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã, đã tu hành bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu địa giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, cầu địa giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc lạc hoặc khổ, cầu địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết, đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, nói vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ, nói vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, nói vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp này như vậy mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ,
nên cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu vô minh hoặc thường hoặc vô thường, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc thường hoặc vô thường, cầu vô minh hoặc lạc hoặc khổ, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc lạc hoặc khổ, cầu vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nói bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nói bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu bố thí ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường, cầu bố thí ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc lạc hoặc khổ, cầu bố thí ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bố thí ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh,
nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thẳng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hiếu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc thường hoặc vô thường, nói chân như hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc hoặc khổ, nói chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã hoặc vô ngã, nói chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa, lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu chân như hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc thường hoặc vô thường, cầu chân như hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc lạc hoặc khổ, cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, nói thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, nói thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này,
Người tu hành bát nhã nên cầu thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, cầu thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, cầu thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thượng hoặc vô thượng, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thượng hoặc vô thượng, nói bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng nương vào các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành bát nhã nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Nếu người có khả năng cầu các pháp như thế mà tu hành bát nhã là tu hành bát nhã ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân cầu bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành bát nhã, thì ta gọi là tu hành bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói nên biết đều là nói về bát nhã ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Hết quyển thứ 136.